Tất cả chư Phật đắc được bốn vô úy, lìa các sự sợ hãi. Ở trong chúng hội, Đại sư Tử Hống thấu rõ phân biệt được tất cả các pháp, lìa lỗi thanh tịnh. Tất cả chư Phật ở trong bất khả thuyết kiếp vào bát niết bàn, chúng sinh nghe danh đắc được vô lượng phước. Như Phật hiện tại công đức không khác, lìa lỗi thanh tịnh. Tất cả chư Phật ở xa trong bất khả thuyết thế giới, nếu có chúng sinh nhất tâm chánh niệm thì đều được thấy lìa lỗi thanh tịnh, đó là 10. Bồ Tát Thành Liền Hòa Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật: chư Phật Thế Tôn có 10 thứ đại công đức lìa lỗi thanh tịnh. 10 thứ công đức này là lìa lỗi thanh tịnh. Lìa lỗi tức là lìa khỏi tất cả lỗi lầm, những việc làm lời nói đều không còn lỗi lầm nữa, đều là thanh tịnh. 10 thứ công đức đó là: một, tất cả chư Phật đủ đại oai đức, đại phước đức, lìa lỗi thanh tịnh. 2, tất cả chư Phật đều từ trong nhà Như Lai ba đời sinh ra, chủng tộc đều thiện, lìa lỗi thanh tịnh. 3, tất cả chư Phật hết thuở vị lai, tâm vô sở trụ, lìa lỗi thanh tịnh. 4, tất cả chư Phật với pháp ba đời đều không chấp trước, lìa lỗi thanh tịnh. 5, tất cả chư Phật biết đủ thứ tánh, đều là một tánh không từ đâu đến, cũng không đi về đâu, lìa lỗi thanh tịnh. 6, tất cả chư Phật thuở trước thuở sau, phước đức của Ngài vô tận, nhiều đồng với pháp giới, lìa lỗi thanh tịnh. 7, tất cả chư Phật hiện vô biên sắc tướng, đầy khắp mười phương cõi nước chư Phật, tùy thời điều phục tất cả chúng sinh, việc làm đó lìa lỗi thanh tịnh không chấp tướng. 8, tất cả chư Phật đạt được bốn thứ vô úy, lìa tất cả các sự sợ hãi. Ở trong chúng hội làm Đại sư Tử Hống thấu rõ phân biệt được tất cả các pháp, lìa lỗi thanh tịnh. 9, tất cả chư Phật ở trong bất khả thuyết nhiều kiếp về trước đã vào bát niết bàn, chúng sinh nghe thấy được danh hiệu của Phật vẫn đạt được vô lượng phước báu, như Phật hiện tại công đức không khác, lìa lỗi thanh tịnh. 10, tất cả chư Phật ở xa trong bất khả thuyết thế giới, nếu có chúng sinh nhất tâm chánh niệm thì đều được thấy lìa lỗi thanh tịnh, đó là 10. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 thứ rốt ráo thanh tịnh, những gì là 10? Đó là: tất cả chư Phật thuở xưa đã phát đại nguyện rốt ráo thanh tịnh, tất cả chư Phật giữ gìn phạm hạnh rốt ráo thanh tịnh, tất cả chư Phật lìa các vọng thế gian rốt ráo thanh tịnh, tất cả chư Phật trang nghiêm cõi nước rốt ráo thanh tịnh, tất cả chư Phật có quyến thuộc rốt ráo thanh tịnh, tất cả chư Phật có chủng tộc rốt ráo thanh tịnh, tất cả chư Phật sắc thân tướng tốt rốt ráo thanh tịnh, tất cả chư Phật pháp thân không nhiễm rốt ráo thanh tịnh, tất cả chư Phật trí nhất thiết trí không có chướng ngại rốt ráo thanh tịnh, tất cả chư Phật giải thoát tự tại, việc làm đã làm xong đến được bờ bên kia rốt ráo thanh tịnh, đó là 10. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 thứ rốt ráo thanh tịnh, những gì là 10? Đó là: một, tất cả chư Phật thuở xưa đã phát đại nguyện rốt ráo thanh tịnh. Điều này pháp sư tôi không thể không giảng kinh cho các vị nghe, vì tôi không giảng kinh thì thất nghiệp, công việc của tôi là giảng kinh, cho nên về lại vạn Phật thánh thành thì giảng kinh, giảng cho ai nghe? Cho vạn Phật nghe. Do đó tất cả chư Phật tức là vạn Phật, vạn Phật tức là tất cả chư Phật. 2, tất cả chư Phật tu phạm hạnh rốt ráo thanh tịnh. Phạm hạnh tức là hạnh thanh tịnh. Hạnh thanh tịnh này tu đến rốt ráo, tu đến cực điểm, một chút nhiễm ô cũng không có thì rốt ráo thanh tịnh. Thế nào là thanh tịnh? Thanh tịnh tức là tự tánh như hư không, chẳng có gì cả. Nếu có một chút thì chẳng thanh tịnh. Bạn nói gì cũng chẳng có thì xong rồi. Giống như hư không, như vậy chẳng phải quá nguy hiểm chăng? Ít nhất cũng phải có cái ta. Cho đến cái ta cũng không có, như vậy lại có ý nghĩa gì nữa chứ? Có cái ta thì chẳng thanh tịnh, chẳng có cái ta mới thanh tịnh. Chẳng còn cái ta thì chẳng còn phiền não nữa. Chẳng còn phiền não thì cũng chẳng còn vọng tưởng. Chẳng còn vọng tưởng thì chẳng còn chấp trước. Chẳng còn chấp trước thì đắc được giải thoát. Cho nên đắc được giải thoát tức là rốt ráo thanh tịnh. Nếu bạn không tin thì hãy thử xem, nếu thật giống như hư không thì còn có gì làm nhiễm ô bạn nữa. Bà, tất cả chư Phật đều lìa khỏi tất cả cảnh giới mê hoặc con người của thế gian, hoặc tức là khiến cho bạn chẳng minh bạch, khiến cho bạn nhiễm ô. Những cái gì khiến cho bạn nhiễm ô? Tức là tình và ái, vô minh phiền não khiến cho bạn chẳng đắc được thanh tịnh. Nếu bạn lìa khỏi các hoặc của thế gian, tất cả thứ mê hoặc con người thì sẽ đắc được rốt ráo thanh tịnh. 4. Tất cả chư Phật đều dùng mỗi mỗi cõi Phật mà tự trang nghiêm. Trang nghiêm cõi nước chư Phật tức cũng là trang nghiêm cõi nước của chính mình. Trang nghiêm cõi nước chính mình
tức cũng là trang nghiêm cõi nước của chư Phật. Cho nên tất cả chư Phật với chúng ta chúng sinh hợp mà làm một. Chúng ta tức là chư Phật tức là chúng ta, không hai không khác, rốt ráo thanh tịnh. 5. Tất cả chư Phật có quyến thuộc rốt ráo thanh tịnh. 6. Tất cả chư Phật có chủng tộc rốt ráo thanh tịnh. 7. Tất cả chư Phật sắc thân tướng tốt, 32 tướng 80 vẻ đẹp đều rốt ráo thanh tịnh. 8. Tất cả chư Phật pháp thân không nhiễm, đầy khắp mọi nơi, cho nên nói rốt ráo thanh tịnh. 9. Tất cả chư Phật trí nhất thiết trí, không có chướng ngại gì hết, đắc được rốt ráo thanh tịnh. 10. Tất cả chư Phật giải thoát tự tại, việc làm đã làm xong, chẳng còn thọ thân sau nữa, đến được bờ bên kia rốt ráo thanh tịnh. Đó là 10 thứ thanh tịnh của Phật. Phật tử, chư Phật Thế Tôn ở tại tất cả thế giới, tất cả thời, có 10 thứ Phật sự. Những gì là 10? Một là nếu có chúng sinh chuyên tâm nghĩ nhớ đến Phật, thì Phật sẽ hiện ra ở trước họ. Hai là nếu có chúng sinh tâm chẳng điều thuận, Phật liền vì họ nói pháp. Ba là nếu có chúng sinh sinh tâm tin thanh tịnh, thì Phật sẽ khiến cho họ đắc được vô lượng căn lành. Bốn là nếu có chúng sinh hay vào pháp vị, thì đều hiện chứng thể đều biết rõ. Năm là giáo hóa chúng sinh không có nhàm mỏi. Sáu là đến các cõi Phật, đến đi vô ngại. Bảy là đại bi chẳng bỏ tất cả chúng sinh. Tám là hiện thân biến hóa, luôn chẳng đại tuyệt. Chín là thần thông tự tại chưa từng ngừng nghỉ. Mười là an trụ pháp giới hay quan sát khắp. Đó là 10. Các vị Phật tử, các vị biết chăng, chư Phật Thế Tôn ở tại tất cả thế giới, tất cả thời, tất cả mọi nơi, thường làm 10 thứ Phật sự. Những gì là 10 thứ Phật sự? Một là nếu có chúng sinh chuyên tâm nghĩ nhớ. Nghĩ nhớ đến ai? Chẳng phải chuyên tâm nghĩ nhớ đến ba má, mà là chuyên tâm nghĩ nhớ đến tất cả chư Phật, thì 10 phương chư Phật sẽ hiện ra ở trước bạn. Có người nói, tôi cũng thường thường niệm Phật, tại sao chẳng thấy Phật hiện ra ở trước mặt tôi? Xin hỏi bạn, bạn có khởi vọng tưởng chăng? Một mặt bạn niệm Phật, một mặt bạn nghĩ tôi niệm Phật, bạn trai của tôi có thường niệm Phật chăng? Tôi niệm Phật, bạn gái của tôi có thường nhớ đến tôi chăng? Tôi niệm Phật, không biết có phát tài không? Tôi niệm Phật, muốn được trường thọ sống lâu, không biết có được không? Cứ khởi những vọng tưởng tâm tham, vọng tưởng tâm sân, vọng tưởng tâm si như thế. Bạn nói thử xem đó gọi là niệm Phật chăng? Đó chẳng phải là bạn niệm Phật, mà giống như bạn đang mắng Phật. Một mặt bạn niệm Phật, một mặt khởi vọng tưởng. Sức lực vọng tưởng đó lớn hơn nhiều so với niệm Phật. Phật muốn hiện ra ở trước mặt bạn, nhưng vọng tưởng của bạn chướng ngại. Phật hiện ra ở trước mặt bạn, bạn cũng nhìn không thấy. Tâm của bạn phải thanh tịnh, thì mặt trăng mới hiện ra. Ý của bạn định thì bầu trời xanh không có mây, chuyên tâm nghĩ nhớ thì chư Phật mới hiện tiền. Nhưng có chúng sinh nhìn thấy được, có chúng sinh nhìn chẳng thấy. Nhìn thấy được thì Phật cũng hiện tiền, không nhìn thấy được thì Phật cũng vẫn hiện tiền. Hai là, nếu có chúng sinh tâm chẳng điều thuận, mình không thể điều phục thân tâm của mình, sinh ra rất nhiều phiền não. Lúc đó mười phương chư Phật sẽ vì loại chúng sinh này nói pháp, khiến cho trong tâm họ được điều thuận. Ba là, nếu có chúng sinh sinh tâm tin thanh tịnh, tin thanh tịnh tức là tâm tin thanh tịnh, chẳng có tạp niệm nào hết, cũng không có tâm hoài nghi nào cả. Nếu có chúng sinh sinh ra tâm tin thanh tịnh, thì chư Phật Thế Tôn sẽ khiến cho người đó đắc được vô lượng căn lành. Bốn là, nếu có chúng sinh tu hành pháp này thì đắc được vô sinh pháp nhẫn, liền nhập vào pháp vị, thì chư Phật liền khiến cho họ đời này sẽ đắc được hiện chứng chẳng có gì mà không biết, chẳng có gì mà không rõ, sẽ chứng được cảnh giới này. Năm là chư Phật Thế Tôn giáo hóa chúng sinh không có nhàm mỏi, không bao giờ nói, tôi không giáo hóa chúng sinh, đủ rồi, nhàm mỏi quá rồi. Chư Phật Thế Tôn chẳng nghĩ như thế. Sáu là chư Phật Thế Tôn du hành đến mười phương, tất cả các cõi nước của chư Phật đến đi vô ngại, muốn đi đến đâu thì đi đến đó. Đi cũng chẳng đi, đến cũng chẳng đến, tại sao? Vì vô ngại. Đến đi vô ngại, đến đi tự tại. Bảy là chư Phật Thế Tôn làm Phật sự thường dùng tâm đại bi. Tâm đại bi hay ban tất cả vui cho chúng sinh, dứt trừ tất cả khổ của chúng sinh, chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh. Tám là chư Phật Thế Tôn thường thường hiện thân, thần thông biến hóa tự tại vô ngại, cảnh giới đó vĩnh viễn liên tục, chẳng có gián đoạn. Chín là chư Phật Thế Tôn thường dùng thần thông tự tại vô ngại, vĩnh viễn cũng chẳng ngừng nghỉ, thời thời đều muốn cứu độ tất cả chúng sinh.
10 là chư Phật Thế Tôn thường an trụ nơi pháp giới hay quan sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong pháp giới. Đó là 10 thứ Phật sự của chư Phật Thế Tôn làm. Phật tử chư Phật Thế Tôn có 10 pháp biển trí vô tận. Những gì là 10? Đó là tất cả chư Phật pháp biển trí vô tận, vô biên pháp thân, tất cả chư Phật pháp biển trí vô tận, vô lượng Phật sự, tất cả chư Phật pháp biển trí vô tận, cảnh giới Phật nhãn, tất cả chư Phật pháp biển trí vô tận, vô lượng vô số căn lành không thể nghĩ bàn, tất cả chư Phật pháp biển trí vô tận, khắp mưa tất cả diệu pháp cam lồ, tất cả chư Phật pháp biển trí vô tận, khen công đức của Phật, tất cả chư Phật pháp biển trí vô tận, thuở xưa tu đủ thứ hạnh nguyện, tất cả chư Phật pháp biển trí vô tận, suốt thuở vị lai luôn làm Phật sự, tất cả chư Phật pháp biển trí vô tận, biết rõ tất cả tâm hạnh của tất cả chúng sinh, tất cả chư Phật pháp biển trí vô tận, phước trí trang nghiêm không ai có thể hơn được. Bồ Tát Thanh Liên Hòa Tạng lại nói: các vị đệ tử của Phật, chư Phật Thế Tôn có 10 pháp biển trí huệ vô cùng tận. Những gì là 10? Đó là: một, tất cả chư Phật pháp thân vô biên, vô tại vô bất tại, cho nên nói là vô biên, chẳng khi nào cùng tận, chẳng khi nào hết được, có pháp môn biển trí huệ này. 2. Tất cả chư Phật làm vô lượng Phật sự, tu pháp biển trí huệ vô tận. 3. Tất cả chư Phật cảnh giới Phật nhãn, có pháp biển trí huệ vô tận. 4. Tất cả chư Phật có vô lượng vô số căn lành không thể nghĩ bàn, pháp biển trí huệ vô tận. 5. Tất cả chư Phật khắp mưa tất cả diệu pháp cam lồ để thấm nhuần tất cả chúng sinh, pháp biển trí huệ vô tận. 6. Tất cả chư Phật khen công đức của Phật, biển pháp trí huệ vô tận. 7. Tất cả chư Phật thuở xưa tu đủ thứ đại nguyện, đủ thứ đại hạnh, pháp biển trí huệ vô tận. 8. Tất cả chư Phật suốt thuở vị lai luôn làm Phật sự, pháp biển trí huệ vô tận. 9. Tất cả chư Phật biết rõ tất cả tâm và hành vi của tất cả chúng sinh, pháp biển trí huệ vô tận. 10. Tất cả chư Phật phước đức trí huệ trang nghiêm không ai có thể hơn được, pháp biển trí huệ vô tận. Đó là 10 pháp biển trí huệ vô tận của chư Phật Thế Tôn. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 thứ thường pháp. Những gì là 10? Đó là tất cả chư Phật thường tu hành tất cả pháp ba la mật, tất cả chư Phật đối với tất cả pháp thường lìa mê hoặc, tất cả chư Phật thường đủ đại bi, tất cả chư Phật thường có 10 lực, tất cả chư Phật thường chuyển bánh xe pháp, tất cả chư Phật thường vì chúng sinh thị hiện thành chánh giác, tất cả chư Phật thường thích điều phục tất cả chúng sinh, tất cả chư Phật tâm thường chánh niệm không hai, tất cả chư Phật giáo hóa chúng sinh rồi thường thị hiện vào vô dư niết bàn, vì cảnh giới của chư Phật không có bờ mé. Đó là 10. Các vị Phật tử, chư Phật Thế Tôn lại có 10 thứ thường pháp. Chư Phật Thế Tôn thời thời đều có pháp này. Những gì là 10? Đó là: một, tất cả chư Phật giờ giờ phút phút đều thường tu hành tất cả pháp ba la mật đến bờ kia. 2. Tất cả chư Phật đối với tất cả pháp thường lìa mê hoặc, tức là nhận thức được tất cả các pháp. Phật nói tất cả pháp mà chẳng bị tất cả pháp nói, Phật giáo hóa chúng sinh mà chẳng bị chúng sinh giáo hóa. 3. Tất cả chư Phật thường đầy đủ tâm đại bi. 4. Tất cả chư Phật thường có 10 thứ Phật lực. 5. Tất cả chư Phật thường chuyển bánh xe pháp vi diệu vô thượng. 6. Tất cả chư Phật thường vì chúng sinh thị hiện thành chánh giác. 7. Tất cả chư Phật thường thích điều phục tất cả chúng sinh. 8. Tất cả chư Phật tâm thường chánh niệm không hai. 9. Tất cả chư Phật giáo hóa chúng sinh rồi thường thị hiện vào vô dư niết bàn, tức đại niết bàn, vì cảnh giới của chư Phật không có bờ mé. Đó là 10 thứ thường pháp. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 thứ diễn nói vô lượng pháp môn của chư Phật. Những gì là 10? Đó là: tất cả chư Phật diễn nói pháp môn vô lượng có chúng sinh, tất cả chư Phật diễn nói pháp môn vô lượng hạnh chúng sinh, tất cả chư Phật diễn nói pháp môn vô lượng nghiệp quả chúng sinh, tất cả chư Phật diễn nói pháp môn vô lượng giáo hóa chúng sinh, tất cả chư Phật diễn nói pháp môn vô lượng tịnh chúng sinh, tất cả chư Phật diễn nói pháp môn vô lượng hạnh Bồ Tát, tất cả chư Phật diễn nói pháp môn vô lượng nguyện Bồ Tát, tất cả chư Phật diễn nói pháp môn vô lượng kiếp thành hoại của tất cả thế giới, tất cả chư Phật diễn nói pháp môn vô lượng thâm tâm Bồ Tát tịnh cõi Phật, tất cả chư Phật diễn nói pháp môn vô lượng tất cả thế giới ba đời của chư Phật, nơi kiếp đó lần lượt xuất hiện ra đời, tất cả chư Phật diễn nói pháp môn trí huệ của tất cả chư Phật. Đó là 10. Các vị Phật tử, chư Phật Thế Tôn lại có 10 thứ diễn nói vô lượng pháp môn của chư Phật.
Những gì là 10? Đó là 1. Tất cả chư Phật diễn nói pháp muôn vô lượng cõi chúng sinh, vô lượng chúng sinh đủ thứ loài. 2. Tất cả chư Phật diễn nói pháp muôn vô lượng hành vi của chúng sinh. 3. Tất cả chư Phật diễn nói pháp muôn vô lượng nghiệp quả của chúng sinh. Chúng sinh tạo nghiệp gì thì thọ quả báo đó. 4. Tất cả chư Phật lại diễn nói pháp muôn vô lượng giáo hóa chúng sinh. 5. Tất cả chư Phật lại diễn nói pháp muôn vô lượng tịnh chúng sinh. 6. Tất cả chư Phật lại diễn nói pháp muôn vô lượng hạnh của Bồ Tát tu. 7. Tất cả chư Phật lại diễn nói pháp muôn vô lượng nguyện của Bồ Tát đã phát ra. 8. Tất cả chư Phật lại diễn nói pháp muôn vô lượng kiếp thành hoại của tất cả thế giới. 9. Tất cả chư Phật lại diễn nói pháp muôn vô lượng thâm tâm Bồ Tát tịnh cõi nước chư Phật. 10. Tất cả chư Phật lại diễn nói pháp muôn vô lượng tất cả thế giới của ba đời chư Phật ở nơi kiếp đó lần lượt xuất hiện ra đời. Tất cả chư Phật diễn nói pháp muôn trí huệ của tất cả chư Phật, đó là 10. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 thứ vì chúng sinh làm Phật sự. Những gì làm 10? Đó là tất cả chư Phật thể hiện sắc thân vì chúng sinh làm Phật sự. Tất cả chư Phật vang ra diệu âm thanh vì chúng sinh làm Phật sự. Tất cả chư Phật có thọ nhận vì chúng sinh làm Phật sự. Tất cả chư Phật không thọ nhận vì chúng sinh làm Phật sự. Tất cả chư Phật dùng đất nước gió lửa vì chúng sinh làm Phật sự. Tất cả chư Phật thần lực tự tại thể hiện tất cả cảnh giới sở duyên vì chúng sinh làm Phật sự. Tất cả chư Phật có đủ thứ danh hiệu vì chúng sinh làm Phật sự. Tất cả chư Phật dùng cảnh giới cõi Phật vì chúng sinh làm Phật sự. Tất cả chư Phật nghiêm tịnh cõi Phật vì chúng sinh làm Phật sự. Tất cả chư Phật im lặng không nói vì chúng sinh làm Phật sự, đó là 10. Bồ Tát thành liền hòa tạng lại gọi một tiếng, các vị Phật tử, chư Phật Thế Tôn lại có 10 thứ pháp môn vì chúng sinh làm Phật sự. Những gì là 10? Đó là 1. Tất cả chư Phật thể hiện sắc thân vì chúng sinh làm Phật sự. Pháp thân chư Phật khắp cùng tất cả mọi nơi, báo thân thì vì chúng sinh làm đại Phật sự, hóa thân thì tùy duyên ứng phó, thể hiện 8 tướng thành đạo, đó đều là vì chúng sinh làm đại Phật sự, khiến cho tất cả chúng sinh về cảnh giới này mà phát tâm Bồ Đề, đây gọi là làm Phật sự. 2. Tất cả chư Phật vàng già diệu âm thanh vì chúng sinh làm Phật sự. Tại sao âm thanh của Phật viên mãn? Vì dùng âm thanh để làm Phật sự hóa độ chúng sinh. Vì phương này chân giáo thể thanh tịnh tại âm thanh. Âm thanh đó khiến cho chúng sinh phát tâm Bồ Đề, đó gọi là dùng âm thanh để vì chúng sinh làm Phật sự. 3. Tất cả chư Phật có thọ nhận, tức là thọ nhận sự cúng dường của tất cả chúng sinh, cũng là vì chúng sinh làm Phật sự. 4. Tất cả chư Phật không thọ nhận, ở đó không thọ nhận sự cúng dường của chúng sinh, cũng là vì chúng sinh làm đại Phật sự. Chư Phật có thọ nhận là khiến cho chúng sinh trồng phước điển, sinh tâm đại hoan hỷ mà làm Phật sự. Chư Phật không thọ nhận là khiến cho chúng sinh sinh tâm đại hổ thẹn, nói Phật đều không thọ nhận sự cúng dường của tôi. Điều này có thể nói không thọ cũng là thọ vì chúng sinh mà làm Phật sự. 5. Tất cả chư Phật dùng đất nước gió lửa vì chúng sinh làm Phật sự. Chúng ta hãy nhìn xem, đất nước gió lửa bốn đại của thế gian này đều là áo diệu không thể nghĩ bàn, đều vô cùng vô tận. Chư Phật cũng dùng đất nước gió lửa vì chúng sinh làm đại Phật sự. 6. Tất cả chư Phật thần lực tự tại biến hóa vô cùng, thể hiện sự tiếp xúc thuận duyên tất cả cảnh giới cũng là vì chúng sinh làm Phật sự. 7. Tất cả chư Phật có đủ thứ danh hiệu. Mỗi một vị Phật ban đầu có một vạn danh hiệu, cho nên chúng ta gọi vạn Phật thánh thành. Đây chẳng phải là một vạn vị Phật mới gọi là vạn Phật thánh thành, mà một vị Phật cũng gọi là vạn Phật thánh thành. Một vạn vị Phật cũng gọi là vạn Phật thánh thành, và vạn vạn vị Phật cũng gọi là vạn Phật thánh thành. Vạn vạn là vô cùng vô tận, đều gọi là vạn Phật thánh thành. Ai đến thì người đó có cơ hội thành Phật, đến được vạn Phật thánh thành thì nhất định sẽ thành Phật. Nếu không muốn thành Phật thì không đến được vạn Phật thánh thành. Cho nên vạn Phật thánh thành tức là danh hiệu của tất cả chư Phật. Tất cả chư Phật có đủ thứ danh hiệu cũng là vì chúng sinh làm đại Phật sự. 8. Tất cả chư Phật dùng cảnh giới cõi Phật vì chúng sinh làm Phật sự. Mỗi một vị Phật có một cõi nước, ở trong đó giáo hóa chúng sinh vì chúng sinh làm đại Phật sự. Vào thời kỳ mạt pháp này, kiến lập nên vạn Phật thánh thành có được một đạo tràng lớn từ dưới đất vọt lên, thật có thể nói là trời đất kiến tạo, tất cả những thiết bị đều hiện thành. Chúng ta đến đây thành tựu đạo tràng này rất dễ dàng,
và còn dự bị thành lập một cơ sở trường đại học pháp giới, tạo nên trên thế giới này thật có lương tâm đạo đức, học sinh hiểu được làm thế nào để làm người, đó thật là không thể nghĩ bàn. Chúng ta quan sát cảnh giới này thật là không thể nghĩ bàn. Nếu chẳng phải mười phương ba đời tất cả chư Phật đến trợ giúp chúng ta làm đại Phật sự, làm sao thành tựu được như vậy? Chúng ta mọi người nên minh bạch như vậy, đó tức là Phật thị hiện một đạo tràng lớn như thế, kêu chúng ta tất cả mọi người ở đây dụng công tu hành, cho nên lạnh một chút mới thấy được chân tâm của chúng ta. Chúng ta phải làm đèn cầy ở trong gió, gió càng lớn thì đèn của chúng ta càng sáng, vàng thật trong lửa mạnh, lò lửa càng lớn thì mới luyện ra vàng thật thuần vàng, không có chút xen tạp nào. Chúng ta phải có chí hướng như thế. Chẳng phải tôi đã từng nói với quý vị, phải rét chết đứng ngược gió, đói chết không khuất phục. Phật giáo đồ tuyệt đối phải có chí khí chân chánh, đừng nương tựa vào người khác. Tôi nói với quý vị lời này đều là chân thật. Chúng ta nhất định phải làm như vậy. Cho nên trời lạnh như thế này mà vẫn giảng kinh thuyết pháp, không sợ lạnh. Hoặc là số tôi chịu khổ từ trước tới nay đều ở trong thùng băng, ở đã quen rồi cho nên thích lạnh. Đây cũng là bản sắc của người Đông Bắc. Xưa kia tôi ở Hợp Nhĩ Tân là nơi lạnh nhất, lạnh đến độ có nằm mơ cũng không mơ tưởng được lạnh như thế nào. Nhổ nước miếng chưa rơi xuống đất thì đứt làm ba đoạn, một bãi nước miếng thành ba đoạn, lạnh như thế đó. Chư Phật Bồ Tát đang ở đó làm đại Phật sự, dự bị hiện thành đạo tràng cho chúng ta. Chúng ta thể nghiệm đến chư Phật Bồ Tát tử bi như thế, nhất định phải tu hành cho tốt, dụng công cho tốt, đừng cô phụ lòng từ bi của tất cả chư Phật. Chư Phật và chúng sinh chỉ sai khác một chút nào, tức là chư Phật thì phá được vô minh rồi, còn chúng sinh thì bảo hộ vô minh. Chư Phật chẳng còn sự chấp trước, chúng sinh thì chuyên môn chấp trước, sự khác biệt là chỗ này. 9. Tất cả chư Phật nghiêm tịnh cõi Phật vì chúng sinh làm Phật sự. Nghiêm là trang nghiêm, tịnh là thanh tịnh, khiến cho hết thảy cõi nước chư Phật đều thanh tịnh trang nghiêm. Đây cũng là vì tất cả chúng sinh làm đại Phật sự. 10. Lại nữa, tất cả chư Phật im lặng không nói vì chúng sinh làm Phật sự. Kỳ thật vô vi mà vô bất vi, không nói mà nói, đó là chư Phật làm đại Phật sự. Đó là 10 thứ pháp môn vì chúng sinh làm Phật sự. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 thứ pháp tối thắng. Những gì là 10? Đó là tất cả chư Phật đại nguyện kiên cố, không thể trở ngại phá hoại được. Đã nói thì làm, lời nói không hai. Tất cả chư Phật vì muốn viên mãn tất cả công đức, hết kiếp của vị lai, tu Bồ Tát hạnh, không xin giải đãi. Tất cả chư Phật vì muốn điều phục tất cả chúng sinh, nên đến bất khả thuyết thế giới như vậy, để vì tất cả chúng sinh mà không đoạn tuyệt. Tất cả chư Phật đối với hại loại chúng sinh tin và hủy báng, đại bi quán khắp bình đẳng không khác. Tất cả chư Phật từ lúc ban đầu phát tâm cho đến thành Phật, chọn không thối thất tâm Bồ Đề. Tất cả chư Phật tích tập vô lượng các công đức lành, để hồi hướng về tánh nhất thiết trí nơi các thế gian, chọn không nhiễm trước. Tất cả chư Phật đối với tu học ba nghiệp của chư Phật, chỉ tu hành hạnh Phật, chẳng tu hành nhị thừa, để hồi hướng về tánh nhất thiết trí thành tựu vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Tất cả chư Phật phóng đại quang minh đó bình đẳng chiếu khắp tất cả mọi nơi và chiếu tất cả pháp của chư Phật, khiến cho các Bồ Tát tâm được thanh tịnh viên mãn nhất thiết trí. Tất cả chư Phật xả lìa vui thế gian, chẳng tham chẳng nhiễm, mà nguyện khắp thế gian để khổ được vui, không có các hí luận. Tất cả chư Phật thương các chúng sinh, thọ đủ thứ khổ, giữ gìn giống Phật, tu hành cảnh giới Phật, thoát khỏi sinh tử, đến bậc thập lực, đó là 10. Bồ Tát thành Liên Hòa Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật: tôi vì các vị giảng đạo lý kinh Hoa Nghiêm, các vị nên phấn chấn tinh thần lên. Các vị có biết chư Phật Thế Tôn có 10 pháp môn tối thắng chăng? Những gì là 10? Đó là: một, tất cả chư Phật đại nguyện đã phát ra rất kiên cố, không thể thay đổi, chẳng giống như chúng ta phát nguyện rồi về sau hối hận lại muốn thu hồi nguyện lực, như vậy thì chẳng kiên cố. Đại nguyện của chư Phật kiên cố, không thể trở ngại phá hoại được. Trở ngại như thế nào cũng không trở ngại được, phá hoại như thế nào cũng không phá hoại được, kiên cố giống như kim cang. Chư Phật đã nói thì làm, chỉ khi Ngài không nói, đã nói ra thì nhất định phải làm, không thể nào nói dối. Chẳng phải nói rồi không làm, chư Phật lời nói không hai. Lời nói ra rồi chỉ là một câu, không thể ngược lại. Nói rồi lại nói, ta chẳng có nói, không bao giờ ngược lại như vậy. Hai, tất cả chư Phật làm thế nào mà thành Phật?
tức là công đức viên mãn, phước đủ huệ đủ mới thành Phật. Ngài vì viên mãn tất cả công đức, hết kiếp thuở vị lai tu Bồ Tát hạnh. Trước khi Phật chưa thành Phật, phát nguyện hết kiếp thuở vị lai tu hành Bồ Tát hạnh, lợi ích tất cả chúng sinh, tự giác giác tha, tự độ độ tha, tự lợi lợi tha. Ngài tu Bồ Tát hạnh không sinh giả đãi, càng tu càng dũng mãnh tinh tấn, chẳng giống như chúng ta, tu pháp gì cũng đều giả đãi. Lại Phật thì cảm thấy mệt mỏi quá, bèn muốn nghỉ. Tụng kinh cũng giả đãi như thế, chứ phải tu pháp chẳng có lúc nào giả đãi. Ba, tất cả chư Phật vì muốn điều phục tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều giữ quy củ, nên đi đến bất khả thuyết thế giới như vậy, để giáo hóa tất cả chúng sinh mà không đoạn tuyệt, dùng từ bi Bồ Tát hạnh để lợi ích chúng sinh thật là tối thắng. 4. Tất cả chư Phật đối với hai loại chúng sinh tin và hủy báng đều dùng tâm đại bi quán khắc bình đẳng, thương xót chúng sinh không khác. Cho nên bạn hoan hỷ Phật, Ngài cũng chẳng hoan hỷ. Bạn phỉ báng Phật, Ngài cũng chẳng sinh tâm nóng giận. Chẳng phải tôi thường nói với các vị, chan chê không động tâm. Đó là thái độ của Phật. Bất cứ ai nói chúng ta không tốt là muốn cho chúng ta tốt. Nếu họ không muốn chúng ta tốt thì hà tất phải nói chúng ta không tốt. Đây là thái độ đối với sự phỉ báng nên có. Còn người khác khen mình thì thế nào, phải nghĩ như vậy. Họ muốn cho mình làm tốt hơn. Nếu không hy vọng mình làm tốt hơn thì tại sao họ phải khen ngợi mình? Cho nên tôi thường nói với các vị, bất cứ ai phỉ báng sư phụ của các vị là những đệ tử quy y phải cảm ơn người đó. Tại sao các vị phải nghĩ như vậy? Tôi quy y với vị sư phụ này đại khái từ vô lượng kiếp đến nay, có vô lượng tội nghiệp chưa tiêu diệt hết. Hiện tại có người làm thiện tri thức của ông ấy trợ giúp cho ông ấy tiêu một chút tội nghiệp, đó chẳng phải là nên cảm ơn chăng? Và lại, hoặc là họ thử nghiệm bạn, xem thử có người phỉ báng sư phụ của bạn, bạn có động tâm chăng? Nếu chẳng động tâm thì mắt thấy hình sắc bên trong chẳng hay, ta nghe chuyện đời tâm chẳng biết, thấy việc tỉnh việc ra khỏi thế gian, thấy việc mê việc đoạn trầm luân. Nếu được như thế, tức là tâm chẳng động, hãy xem công phu của bạn, xem định lực của bạn. Hơn nữa, bạn cũng nên nghĩ rằng, tại sao người này phỉ báng sư phụ của tôi? Vì họ sợ mình không có cơm ăn. Nếu họ mắng sư phụ của tôi thì sẽ có cơm ăn, tức là chúng ta gián tiếp bố thí cho họ. Nếu bạn có những sự quan sát như thế thì gọi là sức quan sát khắp, sẽ không có phiền não gì hết, phiền não cũng chẳng còn, bình đẳng không khác, khen chê không động tâm. Con người có lúc khen lúc chê, có lúc bạn được họ khen, có lúc bạn bị họ chê, là muốn cho bạn tốt. Nếu nghĩ như thế thì chẳng có phiền não gì cả. Tôi nói về đạo lý này không nhất định là đúng. Các vị bất cứ người nào nếu cảm thấy có câu nào không viên mãn thì có thể nói cho tôi biết, về sau tôi sẽ nói cho được viên mãn. Đạo lý bộ kinh Hoa Nghiêm này vô cùng vô tận. Một thứ đạo lý có thể sinh ra vô lượng vô biên đạo lý, vô lượng vô biên đạo lý cũng giống như một đạo lý. Do đó, đâu chẳng từ pháp giới này mà ra, chẳng có gì không trở về pháp giới này. Bộ kinh pháp giới này là nói về đạo lý pháp giới. Hy vọng mỗi vị có đạo lý càng tốt hơn, đừng ngại để ra nói với mọi người. Các vị, mọi người hãy nói vạn Phật Thánh Thành đến như thế nào. Vạn Phật Thánh Thành là từ những người chúng ta tu hành mà đến. Chúng ta tu hành không thể tự khen mình chê người khác. Nói chúng ta tu hành là đúng, nhưng có bao nhiêu là thật, chúng ta có bao nhiêu chân tâm thì có sự cảm ứng chư Phật Bồ Tát bấy nhiêu. Cho nên bèn giao vạn Phật Thánh Thành cho chúng ta quản lý. Các vị có tin chăng? Cho nên bất cứ vị nào đối với người của vạn Phật Thánh Thành đều phải cung kính. Các vị đừng nói đây không tốt, kia không tốt. Người tại vạn Phật Thánh Thành đều có lai lịch, đều chẳng phải là người bình thường. Bất quá lai lịch gì, hiện tại tôi không thể nói cho các vị biết. Nói với các bạn thì bạn lại chẳng chịu tu hành. Tóm lại, bạn phải biết người ở tại vạn Phật Thành chẳng hề đơn giản, đều có đại nhân duyên mới đến vạn Phật Thành, bằng không không thể đến được. Các vị hãy xem những hoa cỏ cây cối ở đây đều đang ở đó thuyết pháp. Tôi đã nói với các vị nhiều lần rồi, sáng sớm khởi từ phương Đông thì phóng màu xanh quang xanh, giữa trưa phương Nam thì phóng màu hồng quang hồng, màu đỏ quang đỏ. Đợi đến khi mặt trời lặn, phương Tây phóng màu trắng quang trắng, đến tối thì phóng màu vàng quang vàng. Bình thường lại có màu tía quang tía, lại có ngàn vạn biến hóa, có nhiều hào quang chiếu đến chúng ta những người ở đây nói không hết được.
Cho nên ở đây có người nào đó chân có bệnh hoặc người nào đó bị đinh làm bị thương thì đó là việc rất tốt. Bị đinh làm bị thương chút chút, miễn khỏi đọa vào địa ngục núi đao, miễn khỏi tai nạn lớn, đây gọi là tiểu nghiệt khỏi đại kiếp. Các vị nên nhớ, đừng khởi vọng tưởng về người nữ, tai nạn là từ đây mà ra. Biết mình đúng thì càng đi làm chuyện đúng, về sau nên nhớ, đừng nói chuyện thị phi người khác, đừng cứ giặt đồ dơ cho kẻ khác, phải giặt đồ dơ của mình, nhất là phải giặt rửa tâm của mình, làm cho tâm của mình sạch sẽ. Thì tâm tịnh nước hiện trăng, ý định trời không mây. Hôm qua tôi đã nói với quý vị, các vị còn nhớ chăng? Hôm nay tâm tịnh trăng, nếu tâm của bạn tịnh thì nước sẽ hiện trăng, ý định thì bầu trời chẳng có mây. Nếu chưa làm được thì ngày mai sẽ khảo nghiệm, chẳng phải nói suông cho các vị nghe đâu. Tôi còn phải nói với các vị một tin tức nữa. Tôi đã giảng kinh nhiều năm, những khóa trình này đều liệt vào khóa trình của Đại học Phật giáo Pháp giới. Nhiều năm như thế, trong số các vị đó cũng có những người không thiếu một ngày nào, như vậy sớm sẽ được tốt nghiệp. Tương lai chúng ta có tiến sĩ Phật học, thạc sĩ Phật học, học sĩ Phật học. Nhất là từ năm tới, khi bắt đầu giảng kinh, bất cứ ai cũng đều phải biên chép, không thể chỉ nghe băng, nghe phiên dịch là được. Đây là việc tồi tệ nhất, khi bắt đầu thì tôi đã nhàm chán. Về sau chúng ta không cần máy thủ bằng nữa, phải bằng công phu chân thật, đem sức lực của mình ra, đem trí huệ của mình ra, phải học Phật pháp chân chánh, đừng nương tựa vào máy thủ bằng. Năm, tất cả chư Phật bao quát, quá khứ, hiện tại, vị lai, ba đời, tất cả chư Phật. Chư Phật đời vị lai tức là bạn, tôi và tất cả chúng sinh đều bao quát hết, cho nên chúng ta hiện tại cũng đều là làm các Phật sự, những gì chúng ta tạo làm đều là học theo chư Phật. Làm việc của chư Phật đã làm, chư Phật từ lúc ban đầu, một niệm pháp bồ đề tâm, cho đến khi thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, Phật quả bồ đề chọn không thối thất tâm bồ đề, lúc nào cũng chẳng thối lùi về sau, mỗi ngày tinh tấn hơn mỗi ngày phát bồ đề tâm hơn mỗi ngày. 6. Tất cả chư Phật tích tập vô lượng các công đức lành, từ ít thành nhiều, từ nhỏ thành lớn, từ gần mà thành xa, tích tập vô lượng vô biên công đức lành. Công đức lành của Ngài tu được đều hồi hướng về tánh nhất thiết trí. Ngài đối với tất cả pháp thế gian không nhiễm trước một tí nào cả. Nhiễm trước tức là mê, nghĩa là không biết thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào là chánh quyết, thế nào không chánh quyết, bị những pháp thế gian làm nhiễm trước. Phật chẳng như thế, Ngài hồi hướng về tánh nhất thiết trí, chẳng bị pháp thế gian nhiễm trước. 7. Tất cả chư Phật tại đạo tràng của mười phương chư Phật ba đời, tu học ba nghiệp, tu học thân nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh, lại nghiệp thanh tịnh, chỉ tu hành hạnh của Phật tu, chứ chẳng tu hành hạnh của hàng thanh văn duyên giác nhị thừa tu, đều vì hồi hướng về tánh nhất thiết trí, hồi hướng thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. 8. Tất cả chư Phật phóng đại quang minh, quang minh đó bình đẳng chiếu khắp tất cả mọi nơi, và chiếu đến tất cả pháp của chư Phật nói, chiếu soi vô ngại, khiến cho tất cả Bồ Tát đều đắc được tâm thanh tịnh viên mãn nhất thiết trí. 9. Tất cả chư Phật xả lìa tất cả khoái lạc của thế gian, chẳng tham danh văn lợi dưỡng của thế gian, chẳng nhiễm trước tình ái của thế gian, mà nguyện khắp thế gian liều khổ được vui. Bạn hãy nhìn xem chư Phật muốn khiến cho thế gian liều khổ được vui, cho nên chúng ta tại Vạn Phật Thành Kim Sơn Thánh Tự, tại sao phải ngày ngày nghe pháp, tại sao phải thuyết pháp, tại sao phải cầu pháp, là vì muốn cho tất cả chúng sinh liều khổ được vui. Đây cũng là công việc của chư Phật làm. Cho nên trong đạo tràng Vạn Phật Thánh Thành chẳng có chút nói cười nào, tất cả những việc làm đều là chân thật không hư, thật thật tại tại, chẳng có chút hư vọng nào. 10. Hết thảy tất cả chư Phật thương các chúng sinh, thương tức là thương xót, nghĩa là lòng từ bi ái hộ đối với chúng sinh. Phật cảm thấy tất cả chúng sinh thọ đủ thứ thống khổ mà thương xót, do đó phải giữ gìn giống Phật, tu hành cảnh giới Phật, xa lìa sinh tử, xa lìa tất cả điên đảo mộng tưởng, đắc được bậc 10 thứ lực của Phật. Đó là 10. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 thứ vô chướng ngại trụ. Những gì là 10? Đó là tất cả chư Phật đều có thể đến tất cả thế giới vô chướng ngại trụ. Tất cả chư Phật đều có thể trụ ở trong tất cả thế giới vô chướng ngại trụ. Tất cả chư Phật đều có thể đi đứng nằm ngồi trong tất cả thế giới vô chướng ngại trụ. Tất cả chư Phật đều diễn nói chánh pháp trong tất cả thế giới vô chướng ngại trụ. Tất cả chư Phật đều ở cùng trời đấu xuất trong tất cả thế giới vô chướng ngại trụ. Tất cả chư Phật
đều có thể vào pháp giới tất cả ba đời vô chướng ngại trụ. Tất cả chư Phật đều có thể ngồi tại tất cả đạo tràng trong pháp giới vô chướng ngại trụ. Tất cả chư Phật đều có thể niệm niệm quán tâm hạnh của tất cả chúng sinh, dùng ba thứ tự tại để giáo hóa điều phục vô chướng ngại trụ. Tất cả chư Phật đều có thể dùng một thân trụ ở chỗ Phật vô lượng không thể nghĩ bàn và ở tất cả mọi nơi lợi ích chúng sinh vô chướng ngại trụ. Tất cả chư Phật đều có thể khai thị vô lượng chánh pháp của chư Phật nói vô chướng ngại trụ, đó là 10. Bồ Tát thành Liên Hoa Tạng lại gọi một tiếng Phật tử, chư Phật Thế Tôn lại có 10 thứ vô chướng ngại trụ. Những gì là 10? Đó là 1. Tất cả chư Phật đều có thể đến tất cả thế giới vô chướng ngại trụ. 2. Tất cả chư Phật đều có thể trụ ở trong tất cả thế giới vô chướng ngại trụ. 3. Lại nữa, tất cả chư Phật lại có thể ở trong tất cả thế giới, hoặc đi, hoặc đứng, hoặc nằm, hoặc ngồi, vô chướng ngại trụ. 4. Lại nữa, tất cả chư Phật đều có thể diễn nói chánh pháp trong tất cả thế giới vô chướng ngại trụ. 5. Tất cả chư Phật lại có thể ở cung trời đốc xuất hậu bổ Phật vị trong tất cả thế giới vô chướng ngại trụ. 6. Tất cả chư Phật đều có thể vào pháp giới tất cả ba đời, tức đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, vô chướng ngại trụ. 7. Tất cả chư Phật đều có thể ngồi ở tại tất cả đạo tràng trong pháp giới vô chướng ngại trụ. 8. Lại nữa, tất cả chư Phật đều có thể niệm niệm quán tâm hạnh của tất cả chúng sinh, dùng ba thứ tự tại để giáo hóa điều phục vô chướng ngại trụ. 9. Tất cả chư Phật đều có thể dùng một thân trụ ở vô lượng đạo tràng của Phật không thể nghĩ bàn và ở tất cả mọi nơi là ít hết thảy chúng sinh vô chướng ngại trụ. 10. Tất cả chư Phật đều có thể khai thị chánh pháp nhãn tạng của vô lượng chư Phật nói vô chướng ngại trụ, đó là 10. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 thứ trang nghiêm tối thắng vô thượng. Những gì là 10? Đó là tất cả chư Phật thầy đều đầy đủ các tướng vẻ đẹp, đó là thân trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ nhất của chư Phật. Tất cả chư Phật thầy đều đầy đủ 60 thứ âm thanh, mỗi âm thanh có 500 phần, mỗi phần đều có vô lượng trăm ngàn âm thanh tịnh, dùng để trang nghiêm tốt đẹp, có thể ở trong tất cả pháp giới chúng sinh không có sợ hãi. Đại sư Tử Hống diễn nói pháp nghĩa thâm sâu của Như Lai, chúng sinh nghe được đều hoan hỷ, tùy theo căn tánh ham muốn của họ đều được điều phục. Đó là lời nói trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ hai của chư Phật. Tất cả chư Phật đều đủ 10 lực, các đại tam muội, 18 pháp bất cộng, trang nghiêm ý nghiệp, cảnh giới sở hành, thông đạt vô ngại. Tất cả Phật pháp đều đắc được không dư thừa, dùng pháp giới mà làm trang nghiêm, tầm sở hành của pháp giới chúng sinh, quá khứ, vị lai, hiện tại, thầy đều khác nhau, ở trong một niệm đều thấy rõ được. Đó là ý trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ ba của chư Phật. Tất cả chư Phật thầy đều phóng vô số quang minh, mỗi quang minh có bất khả thuyết lưới quang minh dùng làm quyến thuộc, chiếu khắp cõi nước của tất cả chư Phật, diệt trừ tất cả đen tối của thế gian, thị hiện vô lượng chư Phật xuất hiện ra đời, thân đó bình đẳng, thầy đều thanh tịnh, làm các Phật sự đều không luống mất, hay khiến cho chúng sinh trí không thối chuyển. Đó là quang minh trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ tư của chư Phật. Tất cả chư Phật khi hiện mỉm cười đều ở trong miệng phóng ra trăm ngàn ước na do tha a tăng kỷ quang minh, mỗi quang minh đều có vô lượng đủ thứ màu sắc không nghĩ bàn, chiếu khắp mười phương tất cả thế giới. Ở trong đại chúng phát ra tiếng thành thật thọ ký a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề cho vô lượng vô số bất tư nghỉ chúng sinh. Đó là hiện mỉm cười trang nghiêm tối thắng vô thượng lễ nghi hoặc thế gian thứ năm của chư Phật. Tất cả chư Phật đều có pháp thân thanh tịnh vô ngại, đối với tất cả pháp rốt ráo thông đạt, trụ nơi pháp giới không có bờ mé, tùy ở thế gian mà chẳng tạp với đời, thấu rõ thật tánh của thế gian, tu hành pháp xuất thế, đừng lời nói đã bạch vượt qua uẩn giới xứ. Đó là pháp thân trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ sáu của chư Phật. Tất cả chư Phật đều có vô lượng quang minh thường diệu, có bất khả thuyết đủ thứ màu sắc, dùng để trang nghiêm tốt đẹp làm quang minh tạng, sinh ra vô lượng quang minh viên mãn, chiếu khắp mười phương không có chướng ngại. Đó là quang minh thường diệu trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ bảy của chư Phật. Tất cả chư Phật đều có vô biên sắc đẹp đáng ưa thích, sắc đẹp thanh tịnh, tùy tâm mà hiện ra sắc đẹp, chiếu sáng che khuất tất cả sắc đẹp ba cõi, sắc đẹp vô thượng đến nơi bờ kia. Đó là sắc đẹp trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ tám của chư Phật. Tất cả chư Phật đều ở trong giống Phật ba đời sinh ra, tích tụ các báo lành, chốt giáo thanh tịnh, không có lỗi lầm, lìa sự khinh chê của thế gian, ở trong tất cả các pháp thủ thắng bậc nhất, dùng diệu hạnh thanh tịnh để trang nghiêm, thành tựu đầy đủ trí nhất thiết trí, chủng tập thanh tịnh, không ai khinh chê được,
đó là chủng tộc trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ 9 của chư Phật. Tất cả chư Phật đều dùng sức đại từ trang nghiêm thân mình, rốt ráo thanh tịnh, không có khát ái, thần hành đã dứt vĩnh viễn, tâm lành giải thoát, ai thấy được cũng không nhàm chán. Đại bi cứu hộ tất cả thế gian, trượng phước bậc nhất, bậc thọ cúng dường vô thượng, thường xót lợi ích tất cả chúng sinh, đều khiến cho họ tăng trưởng chứa nhóm vô lượng phước đức trí huệ, đó là đại từ đại bi, công đức trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ 10 của chư Phật, đó là 10. Phật tử, chư Phật Thế Tôn lại có 10 thứ trang nghiêm tối thắng vô thượng. Những gì là 10? Đó là: một, tất cả chư Phật thầy đều đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, đó là thân thể trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ nhất của chư Phật. 2. Lại nữa, tất cả chư Phật thầy đều đầy đủ 60 thứ âm thanh vi diệu không thể nghĩ bàn. Có ai muốn biết 60 thứ âm thanh này không? Có thể xem Phật học tự điển, và trong đó có nói rõ ràng. Trong mỗi thứ âm thanh lại phân ra 500 phần khác nhau, mỗi một phần lại có vô lượng trăm ngàn phần, nhiều âm thanh tịnh, để trang nghiêm âm thanh tịnh này. Có thể ở trong tất cả pháp giới chúng sinh không có sợ hãi, khi nói thì chẳng có chút sợ hãi gì cả, chẳng giống như chúng ta, có lúc muốn nói lại không dám nói. Ở trong đại chúng sinh ra một thứ sợ hãi, đó là bị oai đức của đại chúng làm cho sợ. Chư Phật chẳng có sợ hãi, thường thường làm đại sư tử hống, diễn nói pháp nghĩa thâm sâu vô thượng, chúng sinh nghe được chẳng có ai mà chẳng hoan hỷ vui mừng. Tùy theo căn tánh đều được điều phục, chúng sinh can cường hết can cường, chúng sinh xấu ác hết xấu ác, đó là lời nói trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ hai của chư Phật. Đà Phật Thất vẫn tiếp tục giảng kinh, khi niệm Phật thì nếu bên ngoài không mưa thì nên đi nhiễu Phật bên ngoài. Chúng ta đà Phật Thất hoặc quán âm thất đa số đều đi bên ngoài nhiễu Phật, một mặt niệm Phật, một mặt khiến cho tất cả chúng sinh nghe được âm thanh niệm Phật thì họ đều nghe âm thanh mà được độ. Đây là phương pháp giáo hóa chúng sinh rất tốt. 3. Tất cả chư Phật bao quát bạn, mọi người khác, bất cứ ai cũng đều bao quát trong đó, vì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể làm Phật, cho nên đều đủ 10 lượng các đại tam muội, tức là đại định, đại thọ, 18 pháp bất cộng trang nghiêm ý nghiệp. Có 18 thứ bất cộng trang nghiêm ý nghiệp khác với nhị thừa, chẳng giống phàm phu, cảnh giới sở hành của Phật đều viên mãn thông đạt vô ngại. Tất cả Phật pháp cũng đều thông đạt vô ngại, đều vừa đúng, cũng chẳng thừa, cũng chẳng nhiều, cũng chẳng ít. Dùng pháp giới trang nghiêm tốt đẹp để làm trang nghiêm tốt đẹp cho chính mình. Hết thảy tất cả chúng sinh pháp giới trong tâm nghĩ gì, Phật đều biết. Bất cứ quá khứ vị lai hiện tại, tuy nhiên mỗi mỗi đều khác nhau. Ở trong một niệm Phật đều thấy rõ tư tưởng của tất cả chúng sinh. Đó là ý trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ ba của chư Phật. 4. Tất cả chư Phật thảy đều phóng vô số quang minh. Mỗi quang minh có bất khả thuyết lưới quang minh dùng làm quyến thuộc, chiếu khắp tất cả cõi nước của chư Phật, diệt trừ tất cả đen tối của thế gian, thị hiện vô lượng chư Phật xuất hiện ra đời. Thân đó bình đẳng, thảy đều thanh tịnh, làm các Phật sự đều không lướng mắt, hay khiến cho chúng sinh trí không thối chuyển. Đó là quang minh trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ tư của chư Phật. 5. Tất cả chư Phật khi hiện mỉm cười, đều ở trong miệng phóng ra trăm ngàn ước na do tha a tăng kỳ quang minh. Mỗi quang minh đều có vô lượng đủ thứ màu sắc không nghĩ bàn, chiếu khắp mười phương tất cả thế giới. Ở trong đại chúng phát ra tiếng thành thật, thọ ký a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho vô lượng vô số bất tư nghỉ chúng sinh. Đó là hiện mỉm cười trang nghiêm tối thắng vô thượng, lìa nghi hoặc thế gian thứ năm của chư Phật. 6. Tất cả chư Phật đều có pháp thân thành tịnh vô ngại, đối với tất cả pháp do giáo thông đạt, trụ nơi pháp giới không có bờ mé, tùy ở thế gian mà chẳng xe tạp với đời, thấu rõ pháp thật tánh của thế gian, tu hành pháp xuất thế, đường lời nói đã bạt vượt qua uẩn giới xứ. Đó là pháp thân trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ 6 của chư Phật. 7. Tất cả chư Phật đều có vô lượng quang minh thường diệu, có bất khả thuyết đủ thứ sắc tướng, dùng để trang nghiêm tốt đẹp, làm quang minh tạm, sinh ra vô lượng quang minh viên mãn, chiếu khắp mười phương không có chướng ngại. Đó là quang minh thường diệu trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ 7 của chư Phật. 8. Tất cả chư Phật đều có vô biên sắc đẹp đáng ưa thích, sắc đẹp thành tịnh, tùy tâm mà hiện ra sắc đẹp, đủ thứ sắc đẹp vi diệu đó, chiếu sáng che khuất tất cả sắc đẹp ba cõi, mà đến nơi bờ kia sắc đẹp vô thượng, đó là sắc đẹp trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ 8 của chư Phật. 9. Tất cả chư Phật đều ở trong giống Phật ba đời sinh ra,
tích tụ các báu lành, chốt giáo thanh tịnh, thần miệng ý ba nghiệp của các ngài không có lỗi lầm, do đó mà lìa khỏi sự khinh chê của thế gian. Ở trong tất cả các pháp thủ thắng bậc nhất, dùng diệu hạnh thanh tịnh để trang nghiêm, thành tựu đầy đủ trí nhất thiết trí. Chủng tộc của Phật thanh tịnh không ai khinh chê được, đó là chủng tộc trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ 9 của chư Phật. 10. Hết thảy quá khứ hiện tại vị lai tất cả chư Phật đều dùng sức đại từ để trang nghiêm thân mình, từ hay ban vui, bi hay cứu khổ. Đại từ là bao quát đại bi, dùng sức từ bi để trang nghiêm thân Phật, chốt giáo thành tịnh. Phật không có những khát ái, Phật chẳng giống như chúng ta chúng sinh, giống như con người thèm khát, lại nghĩ cái này, lại nghĩ cái nọ, tâm tham chẳng khi nào đầy đủ được, tham mà chẳng biết chán, đối với tất cả đều sinh ra tâm ái dục. Khi ái dục sinh ra, ái dục chết đi, tức là điên đảo như thế. Hành vi khát ái như thế là hành vi chẳng chánh đáng. Chư Phật đã dứt vĩnh viễn hành vi đó, trong tâm cũng chẳng còn sự chấp trước, cho nên ai thấy được cũng không nhàm chán. Chẳng có ai mà chẳng muốn chiêm ngưỡng dung nhan từ bi hoan hỷ của Phật. Tại sao ai ai cũng đều hoan hỷ chiêm ngưỡng quang minh của Phật? Vì Phật thường có tâm đại bi, cứu hộ tất cả chúng sinh thế gian. Phật là dụng phước bậc nhất của thế gian, đệ tử của Phật đều gọi là phước điển tăng. Do đó, dòng đất sét tuy không thể mưa xuống, nhưng có mưa phải giả dòng đất sét. Bạn cần phải đến miếu thờ Long Vương, thành tâm cầu Long Vương Bồ Tát đất sét, thì mới có cảm ứng, mới có mưa xuống. Phàm tăng tuy không thể ban phước, nhưng trồng phước phải giả phàm tăng. Phàm tăng tuy nhiên không thể ban cho chúng sinh phước báu, nhưng khi bạn muốn cầu phước, cũng phải gieo trồng phước và trước phàm tăng. Phật là ruộng phước bậc nhất, đệ tử Phật tức là ruộng phước tất cả. Phật là bậc thọ cúng dường vô thượng, là thọ nhận sự cúng dường của tất cả chúng sinh. Phật thường thương xót, thường nhớ lợi ích tất cả chúng sinh, đều khiến cho họ tăng trưởng chớ nhóm vô lượng phước đức và vô lượng trí huệ. Đó là đại từ đại bi, công đức trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ 10 của chư Phật. Đó là 10 thứ trang nghiêm tối thắng vô thượng. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 pháp tự tại. Những gì là 10? Đó là tất cả chư Phật đối với tất cả pháp đều được tự tại, thấu đạt đủ thứ cầu văn và nghĩa lý của câu, diễn nói các pháp biện tài vô ngại. Đó là pháp tự tại thứ nhất của chư Phật. Tất cả chư Phật giáo hóa chúng sinh chưa từng thất thời, tùy nguyện ưa thích của họ mà nói chánh pháp, đều khiến cho họ được điều phục, không có đoạn tuyệt. Đó là pháp tự tại thứ hai của chư Phật. Tất cả chư Phật có thể khiến cho tận cõi hư không vô lượng vô số đủ thứ trang nghiêm tất cả thế giới. Sáu thứ chấn động khiến cho thế giới kia hoặc lên hoặc xuống, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc hợp hoặc tan, chưa từng não hại một chúng sinh nào. Chúng sinh ở trong đó chẳng hề hay biết, không nghi không ngại. Đó là pháp tự tại thứ ba của chư Phật. Tất cả chư Phật dùng sức thần thông đều có thể nghiêm tịnh tất cả thế giới trong khoảng một niệm, hiện khắp tất cả thế giới trang nghiêm. Các sự trang nghiêm đó trải qua vô số kiếp, nói không hết được, thảy đều lìa nhiễm, thanh tịnh không gì sánh bằng. Việc nghiêm tịnh tất cả cõi Phật đều khiến cho bình đẳng và trong một cõi. Đó là pháp tự tại thứ tư của chư Phật. Tất cả chư Phật thấy một chúng sinh đáng được giáo hóa, thì vị họ trụ thọ mạng, trải qua bất khả thuyết kiếp, cho đến hết thuở vị lai ngồi kiết già, thân tâm không mệt mỏi, chuyên tâm nghĩ nhớ chưa từng bỏ quên phương tiện điều phục mà chẳng thất thời. Vì một chúng sinh là như vậy, vì tất cả chúng sinh cũng đều như thế. Đó là pháp tự tại thứ năm của chư Phật. Tất cả chư Phật đều có thể đến khắp tất cả thế giới, chỗ tu hành của tất cả Như Lai mà chẳng tạm xả bỏ tất cả pháp giới. Mười phương đều khác nhau, mỗi phương đều có vô lượng biển thế giới, mỗi biển thế giới có vô lượng loại thế giới. Phật dùng thần lực một niệm đều đến được, chuyển bánh xe pháp thanh tịnh vô ngại. Đó là pháp tự tại thứ sáu của chư Phật. Tất cả chư Phật vì muốn điều phục tất cả chúng sinh và trong niệm niệm thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, mà đối với tất cả Phật Pháp chẳng phải hiện giác rồi, cũng chẳng phải sẽ giác, cũng chẳng trụ nơi bậc hữu học, mà đều thấy biết thông đạt vô ngại, vô lượng trí huệ, vô lượng tự tại, giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh. Đó là pháp tự tại thứ bảy của chư Phật. Tất cả chư Phật có thể dùng nơi mắt mà làm Phật sự nơi tai, có thể dùng nơi tai mà làm Phật sự nơi mũi, có thể dùng nơi mũi mà làm Phật sự nơi lưỡi, có thể dùng nơi lưỡi mà làm Phật sự nơi thân, có thể dùng nơi thân mà làm Phật sự nơi ý, có thể dùng nơi ý. Ở trong tất cả thế giới, trụ thế, xuất thế, đủ thứ cảnh giới,
Ở trong mỗi cảnh giới có thể làm vô lượng Phật sự rộng lớn, đó là Pháp tự tại thứ 8 của chư Phật. Tất cả chư Phật, mỗi lỗ chân lông trên thân của Ngài có thể dung nạp tất cả chúng sinh, mỗi thần chúng sinh đều đồng với bất khả thuyết cõi nước chư Phật mà không chật hẹp, mỗi bước đi của chúng sinh đều đi qua vô số thế giới chuyển chuyển như vậy. Hết vô số kiếp đều thấy chư Phật xuất hiện ra đời, giáo hóa chúng sinh, chuyển bánh xe Pháp, khai thị bất khả thuyết, pháp quá khứ, vị lai hiện tại, tận cõi hư không tất cả chúng sinh, các cõi thọ thân, hoài nghi đến đi, và họ thọ đủ thứ đồ ưa thích, thảy đều đầy đủ mà ở trong đó không có chướng ngại. Đó là Pháp tự tại thứ 9 của chư Phật. Tất cả chư Phật trong khoảng một niệm hiện số vị Phật, nhiều như hạt bụi tất cả thế giới. Mỗi vị Phật đều ở nơi tất cả Pháp giới, các hoa sen đẹp, rộng lớn, trang nghiêm thế giới. Ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng, thành đẳng chánh giác, thị hiện thần lực tự tại của chư Phật. Như ở nơi các hoa sen đẹp, rộng lớn, trang nghiêm thế giới, như ở trong tất cả Pháp giới, bất khả thuyết đủ thứ sự trang nghiêm, đủ thứ cảnh giới, đủ thứ hình tướng, đủ thứ thị hiện, đủ thứ kiếp số, thế giới thanh tịnh, như ở nơi một niệm, như vậy ở trong tất cả niệm, nơi vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, một niệm hiện tất cả, một niệm trụ vô lượng mà chưa từng dùng chút sức phương tiện, đó là Pháp tự tại thứ 10 của chư Phật. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 Pháp tự tại, những gì là 10? Đó là một, tất cả chư Phật đối với tất cả Pháp hoàn toàn đắc được tự tại, thấu đạt thân của mỗi câu, nghĩa lý của mỗi câu. Diễn nói tất cả các Pháp biện tài vô ngại, đó là Pháp tự tại thứ nhất của chư Phật. Hai, tất cả chư Phật giáo hóa chúng sinh chưa từng thất thời, tức là chẳng bỏ qua cơ hội giáo hóa chúng sinh. Ngài tùy sự ưa thích của họ mà vì họ nói chánh Pháp, khiến cho họ đều được điều phục, không có đoạn tuyệt, đó là Pháp tự tại thứ hai của chư Phật. Mà tất cả chư Phật có thể khiến cho tận cõi hư không, vô lượng vô số chúng sinh đều đắc được đủ thứ sự trang nghiêm, có thể khiến cho tất cả thế giới sáu thứ chấn động, đó là chấn hống kích, động dũng khởi sáu thứ. Chấn tức là chấn động, rung động, ví như địa chấn, hống tức là hống khiếu, phát ra một thứ âm thanh, kích tức là xung kích, ba thứ này thuộc về tiếng, động dũng khởi thuộc về hình. Động tức lay động, dũng tức là từ từ vọt đi lên. Khởi tức là đột khởi thật nhanh, đó gọi là đất chấn động sáu cách, sáu biến chấn động. Mỗi thứ lại có ba thứ biến hóa, cho nên biến thành 3, 6, 18 biến chấn động. Ba thứ nào? Tức là chấn, biến chấn, đẳng biến chấn. Chấn là một chút chút, biến chấn tức là khắp một quốc gia đều chấn động. Đẳng biến chấn tức là cả một thế giới đều chấn động. Sáu thứ chấn động biến thành 18 thứ biến động. Sáu thứ chấn động này khiến cho hết thảy thế giới nâng lên hoặc chìm xuống, hoặc chấn biến thành lớn, hoặc chấn biến thành nhỏ, hoặc khiến cho thế giới với thế giới hợp lại với nhau, hoặc chấn làm cho thế giới với thế giới phân ra. Tuy có sự biến động lớn như vậy, có cảnh giới lớn như vậy, nhưng chưa từng não hại một chúng sinh nào. Chúng sinh ở trong thế giới đó cũng chẳng hề hay biết, cũng không sinh tâm hoài nghi, cũng không cảm thấy lạ lùng. Đó là Pháp tự tại thứ 3 của chư Phật. 4. Tất cả chư Phật dùng sức thần thông đều có thể trang nghiêm thanh tịnh tất cả thế giới. Trong khoảng một niệm hiện đến khắp tất cả thế giới, khiến cho tất cả thế giới đều trang nghiêm. Những thế giới đó đắc được đủ thứ sự trang nghiêm, trải qua thời gian lâu dài vô số kiếp, cũng nói không hết được. Đủ thứ sự trang nghiêm đó thảy đều liền nhiễm thanh tịnh, khiến cho tất cả chúng sinh đều lìa khỏi pháp nhiễm ô, đều đắc được quang minh thanh tịnh không gì sánh bằng. Lại nữa, có thể khiến cho hết thảy cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng và trong một cõi Phật, đó là Pháp tự tại viên dung vô ngại thứ tư của chư Phật. 5. Tất cả chư Phật thấy một chúng sinh đáng được Phật giáo hóa, thì vì một chúng sinh này mà trụ thọ mạng, trải qua bất khả thuyết kiếp lâu dài, cho đến hết thuở vị lai ngồi kiết già, thân tâm không mệt mỏi, chuyên tâm nghĩ nhớ đến chúng sinh đó, không có lúc nào quên họ, dùng pháp phương tiện khéo léo để điều phục chúng sinh đó mà chẳng thất thời. Vì một chúng sinh là như vậy, vì tất cả chúng sinh cũng đều như thế, đó là Pháp tự tại thứ 5 của chư Phật. 6. Lại nữa, tất cả chư Phật đều có thể đến khắp tất cả thế giới, chỗ tu hành của tất cả chư Phật, mà chẳng tạm xả bỏ tất cả Pháp giới. 10 phương đều khác nhau, mỗi phương đều có vô lượng biển thế giới nhiều giống như biển cả. Biển thế giới này chẳng phải là biển, mà là nói thế giới lớn nhiều như biển cả. Mỗi một biển thế giới lại có vô lượng loại thế giới. Phật dùng thần lực của Ngài ở trong một niệm đều đến được tất cả biển thế giới.
chuyển bánh xe pháp thanh tịnh vô ngã, đó là pháp tự tại thứ 6 của chư Phật. 7. Tất cả chư Phật vì muốn điều phục hết thảy tất cả chúng sinh ở trong niệm niệm thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, mà ở trong tất cả Phật pháp chẳng phải đã hiện giác, cũng chẳng phải đường giác, cũng chẳng trụ nơi bậc hữu học, mà đều thấy biết thông đạt vô ngã, đủ vô lượng trí huệ, vô lượng tự tại, giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh, đó là pháp tự tại thứ 7 của chư Phật. 8. Lại nữa, tất cả chư Phật có thể dùng nơi mắt mà làm Phật sự nơi tai, tại con mắt có thể nghe, lại có thể làm đủ thứ Phật sự, có thể dùng nơi tai mà làm Phật sự nơi mũi, lại có thể dùng nơi mũi mà làm Phật sự nơi lưỡi, lại có thể dùng nơi lưỡi mà làm Phật sự nơi thân, lại có thể dùng nơi thân mà làm Phật sự nơi ý, lại có thể dùng nơi ý ở trong tất cả thế giới, trụ thế xuất thế gian đủ thứ cảnh giới, và trong mỗi cảnh giới có thể làm vô lượng Phật sự rộng lớn, đó là pháp tự tại thứ 8 của chư Phật. 6. Căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý hỗ tương dụng với nhau, tức chứng được tất cả viên thông, con mắt có thể ăn cơm, lỗ tai có thể nhìn thấy sự vật, thân có thể nói chuyện, lưỡi cũng có thể nghe được, lỗ mũi có thể nhìn thấy sự vật được, tâm ý cũng có thể ngửi được. Có người cho rằng tôi giảng điều này chẳng có căn cứ, họ chẳng tin, điều này làm cho tôi tỉnh lại, tôi cũng chẳng tin điều này. Nhưng lại chẳng có cách nào chẳng tin vì nó thật là như vậy. Tôi mới vừa nói đến 6 căn, vẫn chỉ là một dùng, hai dùng mà thôi. Hiện tại giảng một cái càng không thể tin. Một căn đều có tác dụng 6 căn, sao chẳng thể gọi là 6 căn dụng với nhau? Con mắt cũng thấy được, cũng nghe được, cũng ngửi được, cũng nếm được, cũng giác được, cũng biết được. Lỗ tai cũng thấy, nghe, ngửi, nếm, giác, biết 6 thứ tác dụng. Mũi, lưỡi, thân, ý, mỗi căn đều có tác dụng 6 căn. 66, 36 thứ thần thông. Đây vẫn còn số mục để nói. Nếu chẳng còn số mục để nói thì tác dụng của 6 căn vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn, khiến cho con người không thể tin được. Nhưng sự thật là như vậy, cho nên gọi là tự tại, còn gọi là 6 căn tự tại, pháp tự tại của Phật thì có chỗ diệu này. 9. Tất cả chư Phật, mỗi lỗ chân lông nhỏ nhất trên thân của Ngài có thể dung chứa tất cả chúng sinh, mỗi thân thể của chúng sinh đều lớn đồng với bất khả thuyết cõi nước chư Phật. Chúng sinh ở trong lỗ chân lông của Phật cũng không chật hẹp, cũng không cảm thấy nhỏ. Mỗi bước đi của chúng sinh đều đi qua vô số thế giới chuyển chuyển như vậy. Hết vô số đại kiếp hoàn toàn đều nhìn thấy chư Phật xuất hiện ra đời, giáo hóa chúng sinh, chuyển bánh xe pháp thanh tịnh, khai thị bất khả thuyết pháp quá khứ vị lai hiện tại, tận cõi hư không, tất cả chúng sinh, tại tất cả các cõi thọ thân, hết thảy 3.000 oai nghi, 8 vạn tế hạnh, đi đứng nằm ngồi, và họ đắc được đủ thứ đủ ưa thích, thảy đều đầy đủ viên mãn, mà ở trong đó không có chướng ngại, đó là pháp tự tại thứ 9 của chư Phật. Chư Phật có 10 pháp tự tại, còn chúng ta chúng sinh thì chẳng tự tại. Thế nào gọi là pháp chẳng tự tại? Tức là rất nhiều buồn bực, rất nhiều phiền não. Thấy cái này không tốt thì chẳng tự tại, nhìn cái kia không tốt thì chẳng tự tại, nghe người niệm Phật lớn tiếng lại chẳng tự tại, nghe người tiếng nói nhỏ lại chẳng tự tại. Chúng ta đều đang ở tại đây đả Phật thất, có người chân chánh đả Phật thất, ở đây niệm Phật, có người đang ở đây đả phiền não thất. Cảm thấy cái này không tốt, cái kia cũng không tốt, ngủ thì tốt, ăn ngon thì tốt, đối với niệm Phật chẳng cảm thấy hứng thú. Nhất là người trước đây chưa từng tham gia đả Phật thất, chẳng hiểu quy cụ đả thất, khi ở trong chánh điện yên lặng, phải đi ra nhà cầu, thì đi ra đi vào gây ra nhiều tiếng động, mang giày ở trên bục gỗ gây ra nhiều tiếng động, khiến cho mọi người đều không được tự tại. Các vị những người chưa từng tham gia Phật thất, phải nhìn xem những người kế bên mình họ làm gì thì mình bắt chước làm theo. Ví như muốn đi nhà cầu thì phải đợi lúc đi nhiễu Phật mới có thể đi. Lúc ngồi thì đừng gây tiếng động, lúc nên ngồi thì không ngồi, đó là chẳng tự tại. Khi đi nhiễu Phật, nếu không có việc gì mà cố ý đi nhà cầu hoặc đến chỗ khác chơi thì đây gọi là không tự tại. Cho nên chư Phật có pháp tự tại, chúng ta chúng sinh thì cứ dùng pháp chẳng tự tại. Có người còn ngủ ngáy ở trong chánh điện, khiến cho người khác phải vọng tưởng, cũng chẳng tự tại. Hy vọng ai có những tập khí này nên sửa đổi lại. Chúng ta phải học pháp tự tại của chư Phật. 10. Tất cả chư Phật trong khoảng một niệm, hiện số vị Phật nhiều như hạt bụi tất cả thế giới. Mỗi vị Phật đều ở nơi tất cả pháp giới, các hoa sen báu đẹp, rộng lớn, trang nghiêm biển thế giới. Ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng, thành vô thượng chánh đẳng, chánh giác,
lại thể hiện thần lực tự tại vô ngại của tất cả chư Phật. Như ở nơi các hoa sen đẹp rộng lớn trang nghiêm thế giới như vậy, ở trong tất cả pháp giới, bất khả thuyết đủ thứ sự trang nghiêm, đủ thứ cảnh giới, đủ thứ hình tướng, đủ thứ thị hiện, đủ thứ kiếp số, thế giới thanh tịnh. Như ở trong một niệm, như vậy ở trong tất cả niệm, nơi vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, một niệm đều hiện ra tất cả thế giới. Ở trong một niệm, trụ khắp vô lượng thế giới mà chưa từng dùng chút sức pháp môn phương tiện. Tại sao? Vì Phật đã tự tại. Đó là pháp tự tại thứ 10 của chư Phật. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 thứ Phật pháp, vô lượng viên mãn không nghĩ bàn. Những gì là 10? Đó là tất cả chư Phật, mỗi mỗi tướng thanh tịnh đều đủ trăm phước. Tất cả chư Phật thảy đều thành tựu tất cả Phật pháp. Tất cả chư Phật thảy đều thành tựu tất cả căn lành. Tất cả chư Phật thảy đều thành tựu tất cả công đức. Tất cả chư Phật đều có thể giáo hóa tất cả chúng sinh. Tất cả chư Phật thảy đều vì chúng sinh làm chủ. Tất cả chư Phật thảy đều thành tựu cõi Phật thanh tịnh. Tất cả chư Phật thảy đều thành tựu trí nhất thiết trí. Tất cả chư Phật thảy đều thành tựu sắc thần tướng tốt, ai thấy cũng đều được lợi ích, không chẳng đốn mất. Tất cả chư Phật đều đủ chánh pháp bình đẳng của chư Phật. Tất cả chư Phật làm Phật sự rồi đều thị hiện và niết bàn. Đó là 10. Phật tử, chư Phật Thế Tôn lại có 10 thứ Phật pháp vô lượng viên mãn không nghĩ bàn. Những gì là 10? Đó là một, tất cả chư Phật đều có các tướng tốt trang nghiêm thanh tịnh, mỗi tướng đều có trăm thứ tướng phước đức. 2. Tất cả chư Phật thảy đều sớm thành tựu tất cả Phật pháp. 3. Tất cả chư Phật thảy đều sớm thành tựu tất cả căn lành. 4. Tất cả chư Phật thảy đều sớm đã thành tựu tất cả công đức. Chúng ta đã thành tựu tất cả công đức chăng? Chúng ta đã thành tựu tất cả các pháp chăng? Chúng ta đã thành tựu tất cả các lành chăng? Nếu chưa thành tựu thì phải y chiếu theo Phật pháp để tu hành. Công việc của Phật là giáo hóa chúng sinh. Công việc này liên tục không ngừng. Chúng sinh cũng sinh sinh liên tục không ngừng. Vĩnh viễn cũng không hết được. Do đó công việc của Phật là vĩnh viễn. Nếu độ hết chúng sinh thì Phật cũng thất nghiệp, chẳng còn việc để làm. Nằm tất cả chư Phật làm chỗ nương tựa cho chúng sinh. Cho nên nói quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, đó là Phật vì chúng sinh làm chủ. Cho nên nói quy y Thiện Chủ, kỳ thật, tức cũng là quy y Phật. Chủ thật sự tức là Phật, Phật là chủ của tất cả chúng sinh. Cho dù Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đều bao quát ở trong chúng sinh. 6. Tất cả chư Phật thảy đều thành tựu các cõi Phật thanh tịnh. 7. Tất cả chư Phật thảy đều thành tựu trí nhất thiết trí. 8. Tất cả chư Phật thảy đều thành tựu sắc thân tướng tốt, có 32 tướng 80 vẻ đẹp, đều do phước đức và trí huệ trang nghiêm, ai thấy được Phật cũng đều được lợi ích, tuyệt đối chẳng đốn mất. Nếu chúng sinh không còn nữa thì Phật cũng sẽ thất nghiệp. Có người nghĩ như vậy, không ngờ Phật cũng phải làm việc, cũng rất bận. Vậy cái giá của Phật độ chúng sinh là gì? Chúng ta chúng sinh làm việc đều có giá, việc làm của Phật chẳng có giá, là vô hình. Tại sao Phật đã thành Phật? Là vì muốn độ chúng sinh. Thuở xưa Ngài đã phát nguyện, nếu thành Phật sẽ đắc được tất cả tự tại viên mãn, đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác, không muốn hưởng thụ khoái lạc, muốn giáo hóa hết thảy chúng sinh đều thành Phật. Cho nên Ngài A Nan đã từng nói, nếu một chúng sinh chưa thành Phật thì quyết không thụ chứng quả vị nê hoàn, còn một chúng sinh chưa thành Phật thì Ngài cũng không thành Phật. Bồ Tát Địa Tạng Vương cũng nói, chúng sinh độ hết mới chứng Bồ Đề, địa ngục chẳng không, thà không thành Phật. Cho nên chư Phật phát nguyện độ chúng sinh, tất cả Bồ Tát phát nguyện cũng là độ chúng sinh. Do đó, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Phật giáo hóa chúng sinh thuần tạp hết nghĩa vụ, chẳng mong báo đáp, chẳng đòi giá cả. Hơn nữa Phật là gì? Cổ nhân nói rất hay, Phật tức tâm, tâm tức Phật. Phật tức là chân tâm của chúng ta, chân tâm của chúng ta tức là Phật. Do đó bạn không hổ thẹn đối với tâm thì không hổ thẹn đối với Phật. Phật đối với lương tâm đạo đức của mình được tự tại, tức là đối với Phật vậy. Cho nên Phật giáo cũng có thể nói là tâm giáo. Hơn nữa Phật là do con người tu thành, chẳng phải từ trên trời sinh ra, cũng chẳng phải từ dưới đất mà thành. Chẳng phải nói một khi sinh ra thì là hoàng đế hoặc thiên chủ. Phật là do người tu thành. Chúng ta ai ai cũng đều có thể thành Phật, chẳng riêng gì Phật Thích Ca mới thành Phật. Chúng ta mỗi người, mỗi chúng sinh đều có Phật tánh.
đều có thể thành Phật. Đây là sự bình đẳng nhất. Tâm tức là Phật, Phật tức là tâm. Cho nên Phật thường thường cũng ở với chúng ta. Bất quá chúng ta bỏ giác hợp trần, Phật thì bỏ trần hợp giác, khác là ở chỗ này. Nếu chúng ta bỏ trần hợp giác thì tức là Phật, nếu bỏ giác hợp trần tức là chúng sinh. Cho nên Phật giáo còn có thể gọi là nhân giáo, còn có thể gọi là chúng sinh giáo. Vì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể làm Phật. Cho nên Phật giáo có thể gọi một danh từ mới là chúng sinh giáo, còn có thể gọi là nhân giáo, còn có thể gọi là tâm giáo. Do đó Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo, Do Thái giáo cho đến Đạo giáo đều là danh từ khác nhau. Trên căn bản chẳng có gì khác nhau, chỉ là con người chúng ta hoan hỷ dùng tâm phân biệt để nhìn tất cả cảnh giới, tôn giáo này, tôn giáo nọ, vân vân, phân biệt một cách hồ đồ. Bổn lai không một vật, chỗ nào dính bụi bặm, bổn lai gì cũng chẳng có. Tại sao phải sinh ra nhiều tâm phân biệt? Cho nên Phật chẳng cần hướng ngoài tìm cầu. Nguồn gốc tự tánh thiền trần Phật, đó là Phật hiện thành. Phật giáo hóa chúng sinh thành Phật, chúng sinh thành Phật rồi lại giáo hóa chúng sinh. Cho nên tôi nói chúng sinh thành Phật, Phật giáo hóa chúng sinh, vạn pháp do tâm tạo. Nếu bạn tin thì rất diệu, nếu bạn không tin thì rất khó nói. Chín hết thảy tất cả chư Phật đều đầy đủ chánh pháp nhẫn tạng bình đẳng của chư Phật. 10 tất cả chư Phật đều làm Phật sự rồi, những chúng sinh đáng được độ hoàn toàn độ hết rồi. E rằng chúng sinh sinh ra tâm ỷ lại, cho nên đều thị hiện vào đại niết bàn, đó là 10. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 thứ phương tiện khéo léo. Những gì là 10? Đó là tất cả chư Phật biết rõ các pháp đều lìa hí luận mà hay khai thị căn lành của chư Phật, đó là phương tiện khéo léo thứ nhất. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp đều không chỗ thấy, đều không biết nhau, không trói không mở, không thọ không tập, không thành tựu rốt ráo tự tại đến nơi bờ bên kia, mà nơi các pháp chân thật mà biết chẳng khác biệt, mà đắc được tự tại không ta không thọ, chẳng hoại thật tế, đã đến được bậc đại tự tại, thường hay quan sát tất cả pháp giới, đó là phương tiện khéo léo thứ hai. Tất cả chư Phật vĩnh viễn lìa các tướng, tầm không chỗ trụ, mà đều biết được chẳng loạn chẳng lầm. Tuy biết tất cả tướng đều không tự tánh, mà như thể tánh của nó đều khéo vào được, mà cũng thể hiện vô lượng sắc thần, cùng với tất cả cõi Phật thanh tịnh, đủ thứ tướng trang nghiêm vô tận, tập đèn trí huệ diệt hoặc của chúng sinh, đó là phương tiện khéo léo thứ ba. Tất cả chư Phật trụ nơi pháp giới, chẳng trụ quá khứ vị lai hiện tại, vì như tướng ở trong pháp tánh, không quá khứ hiện tại vị lai ba đời, mà hay diễn nói vô lượng chư Phật quá khứ hiện tại vị lai xuất hiện thế gian, khiến cho người nghe thấy khắp tất cả cảnh giới của chư Phật, đó là phương tiện khéo léo thứ tư. Tất cả chư Phật thân miệng ý nghiệp không tạo tác, không đến không đi, cũng không trụ lìa các số pháp, đến nơi tất cả các pháp ở bên kia, mà làm chúng sinh tạo đủ vô lượng trí, thấu đạt đủ thứ pháp thế xuất thế gian, trí huệ vô ngại, thể hiện vô lượng tự tại thần lực, điều phục tất cả pháp giới chúng sinh, đó là phương tiện khéo léo thứ năm. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp không thể thấy, chẳng một chẳng khác, chẳng lượng chẳng không lượng, chẳng đến chẳng đi, đều không tự tại, cũng chẳng trái nơi các pháp thế gian, bậc nhất thiết trí ở trong không tự tánh thấy tất cả pháp. Nơi pháp tự tại rộng nói các pháp mà thường an trụ cho như thật tánh, đó là phương tiện khéo léo thứ sáu. Tất cả chư Phật ở trong một thời biết tất cả thời đủ tịnh căn lành, vào nơi chánh vị mà không chấp trước đối với ngày tháng năm kiếp thành hoạn. Như vậy các thời chẳng trụ chẳng bỏ, mà hay thể hiện các hoặc ngày hoặc đêm, thời đầu giữa cuối, một ngày bảy ngày, nửa tháng, một năm trăm năm, một kiếp nhiều kiếp, bất khả tư kiếp, bất khả thuyết kiếp, cho đến hết kiếp thuở vị lai, luôn vì chúng sinh chuyển bánh xe, pháp vì diệu, chẳng dứt chẳng lùi, không có ngừng nghỉ. Đó là phương tiện khéo léo thứ bảy. Tất cả chư Phật luôn trụ pháp giới, thành tựu chư Phật, vô lượng vô ý, và bất khả số biện tài, bất khả lượng biện tài, vô tận biện tài, vô đoạn biện tài, vô biên biện tài, bất cộng biện tài, vô cùng biện tài, chân thật biện tài, phương tiện khai thị tất cả câu biện tài, tất cả pháp biện tài, tùy theo căn tánh và hiểu muốn của họ, dùng đủ thứ pháp môn nói bất khả thuyết, bất khả thuyết trong ngàn ước na do tha tù đà la, ban đầu giữa sau đều lành, thảy đều rốt ráo.
đó là phương tiện khéo léo thứ 8. Tất cả chư Phật trụ tịnh pháp giới, biết tất cả pháp vốn không có danh từ, không có tên quá khứ, không có tên hiện tại, không có tên vị lai, không có tên chúng sinh, không có tên cõi nước, không có tên chẳng cõi nước, không có tên pháp, không có tên phi pháp, không có tên công đức, không có tên phi công đức, không có tên Bồ Tát, không có tên Phật, không có tên số, không có tên phi số, không có tên sinh, không có tên diệt, không có tên có, không có tên không, không có tên một, không có tên đủ thứ. Tại sao? Vì thể tánh các pháp bất khả thuyết, tất cả các pháp không có phương hướng, không có xứ sở, không thể tập nói, không thể tan nói, không thể một nói, không thể nhiều nói, âm thanh chẳng đến, lời nói đều dứt. Tùy tùy đủ thứ lại nói thế tục, không có phan duyên, không có tạo tác, xa lìa tất cả tưởng hư vọng chấp trước. Như vậy do giáo đến nơi bờ kia, đó là phương tiện khéo léo thứ 9. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp bổn tánh tịch tĩnh, không sinh nên không sắc, không hí luận nên chẳng thọ, không tên số nên chẳng tưởng, không tạo tác nên chẳng hành, không chấp lấy nên chẳng thức, không vào xứ nên chẳng xứ, không chỗ được nên chẳng giới, cũng chẳng hoại tất cả các pháp bổn tánh không khởi, vì như hư không tất cả các pháp thầy đều không tịnh, không nghiệp quả, không tu tập, không thành tựu, không sinh ra, chẳng số, chẳng không sở, chẳng có, chẳng không, chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng dơ, chẳng sạch, chẳng vào, chẳng ra, chẳng trụ, chẳng không trụ, chẳng điều phục, chẳng không điều phục, chẳng chúng sinh, chẳng không chúng sinh, chẳng thọ mạng, chẳng không thọ mạng, chẳng nhân duyên, chẳng không nhân duyên, mà biết rõ chánh định, tà định và bất định tụ. Tất cả chúng sinh vì nói diệu pháp, khiến cho đến nơi bờ kia thành tựu mười lực, bốn vô sở úy. Hay làm sư tử hống đủ nhất thiết trí, trụ cảnh giới Phật, đó là pháp phương tiện khéo léo thứ 10. Phật tử, đó là 10 pháp phương tiện khéo léo thành tựu của chư Phật. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 pháp phương tiện khéo léo. Những gì là 10? Đó là một, tất cả chư Phật biết rõ các pháp đều lìa khỏi hí luận, chẳng nói lời tiếu mà hay khai thị căn lành của chư Phật. Đó là pháp môn phương tiện khéo léo thứ nhất. 2. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp vốn không có hình tướng, lại có gì có thể thấy. Pháp với pháp hữu tường không có trì giác, pháp cũng không trói buộc, cũng không cởi mở. Trên thân phận chúng sinh có sự trói buộc, có sự cởi mở. Trên thân phận của Phật thì chẳng có, cũng không có thọ, cũng không có tập, cũng không có thành tựu. Tự tại rốt ráo đến nơi bờ kia, tức là những gì cần làm đã làm xong, mà Ngài chân thật biết rõ tất cả các pháp chẳng có gì khác biệt mà đắc được pháp tự tại. Ở trong đó chẳng có cái ta, cũng chẳng có thọ, ba thể đều không, chẳng hoại thật tế mà đắc được bậc đại tự tại. Thường hay quan sát tất cả pháp giới, đó là pháp môn phương tiện khéo léo thứ hai của chư Phật. Trí huệ của một người có hạn, trí huệ của nhiều người thì vô cùng. Cho nên mỗi ngày tôi giảng kinh xong thì muốn các vị đưa ra vấn đề, nếu chỗ nào giảng không viên mãn hoặc chỗ nào nghe không hiểu thì có thể đưa ra vấn đề. Tôi sẽ tận hết khả năng sự hiểu biết của tôi để cùng quý vị nghiên cứu Phật Pháp, chứ chẳng phải mình tôi giảng thì nhất định đúng. Có khi chính tôi cũng không biết mình giảng cái gì. Do đó có câu, người trong cuộc thì mê, người bàng quang thì sáng. Nếu có chỗ nào hoặc từ ngữ không rõ ý, hoặc chỗ nào quên giảng thì các vị hãy nói cho tôi biết, để chúng ta cùng nhau nghiên cứu Phật Pháp. Mỗi lần giảng kinh xong thì tôi sẽ hỏi các vị có vấn đề gì không, tức là ý nghĩa này. Hôm nay có người nói muốn luân phiên để giảng vấn đề của họ, như vậy có người họ không dám giảng, đến phiên thì không thể trốn tránh được. Tôi đưa ra một phương pháp mới, dùng phương thức bắt thăm, đến phiên ai thì người đó hãy phát huy ý kiến của họ, họ sẽ có người trợ giúp. Các vị mọi người hãy nghiên cứu phương pháp này thực hành được chăng? Có người nói về sau không dám đến nghe kinh, đây là phương pháp tốt nhất. Chúng ta mọi người cùng nhau nghiên cứu Phật Pháp phải vô cầu vô thúc. Một người có trí huệ của một người, phải phát quả trí huệ của chính bạn để cùng nghiên cứu Phật Pháp. Các vị lúc đà thất này, đừng có khởi vọng tưởng, có người muốn phát huy thì giảng, vì vấn đề là rất tốt. Mọi người có thể nghiên cứu ra chân lý mà chúng ta không biết, giống như luận ngữ vị Khổng Tử và những đệ tử giảng về ký lục học. Giảng xong mọi người phát huy ý kiến của mỗi người, xin hỏi đạo lý, về sau tích tụ lại thành một bộ luận ngữ. Chúng ta không thành lập một bộ luận ngữ, cũng có thể thành một bộ ngữ luận.
Mọi người hãy cùng cao đàm phiếm luận để giảng nói, tôi cảm thấy rất là tốt. Bất quá có người nói rất sợ, tôi cũng không biết họ sợ cái gì. Ba, hết thảy mười phương ba đời tất cả chư Phật đều vĩnh viễn lìa khỏi tất cả các tướng, mà đạt cảnh giới thật tướng vô tướng. Tâm của Phật cũng luôn luôn không chấp trước, tùy trụ tướng mà đều biết tất cả tướng, một chút cũng không loạn, cũng không lầm. Phải biết tất cả tướng đều không tự tánh, mà vẫn như thể tánh của nó, thể tánh vốn có đều như nhau. Đều khéo vào được thể tánh này mà thị hiện vô lượng sắc thân, cùng với tất cả cõi Phật thanh tịnh, đủ thứ tướng trang nghiêm, tướng vô cùng tận, tập đèn trí huệ, diệt nghi hoặc của chúng sinh. Đó là phương tiện khéo léo thứ ba. Bốn, tất cả chư Phật trụ nơi pháp giới, chẳng trụ quá khứ vị lai hiện tại ba đời, ở trong tự tánh như như bất động, không tướng quá khứ, không có tướng hiện tại, không có tướng vị lai ba đời, mà hay diễn nói vô lượng chư Phật quá khứ hiện tại vị lai ba đời xuất hiện thế gian, khiến cho người nghe danh hiệu Phật thấy khắp tất cả cảnh giới của chư Phật. Đó là phương tiện khéo léo thứ tư. Năm, tất cả chư Phật thân miệng ý niệm không tạo tác, không đến không đi, cũng không trụ, vượt qua các số pháp vô ngại, đến nơi tất cả các pháp bởi bên kia, đã được rốt ráo mà làm pháp tạng của tất cả pháp, đầy đủ vô lượng trí, thấu đạt đủ thứ pháp thế gian và pháp xuất thế gian, trí huệ vô ngại, thì hiện vô lượng tự tại thần lực, điều phục tất cả pháp giới chúng sinh. Đó là phương tiện khéo léo thứ năm. Sáu, tất cả chư Phật biết tất cả pháp không thể thấy, cũng chẳng phải một, cũng chẳng phải vị lai, cũng chẳng phải quá khứ, vì pháp chẳng có tự tánh, mà chẳng trái ngược với tất cả pháp thế gian, hữu tường hợp với nhau. Tất cả người có trí huệ ở trong vô tự tánh thấy tất cả pháp, đối với tất cả pháp đều thấu rõ tự tại, rộng nói các pháp mà thường an trụ cho như thật tướng. Đó là pháp môn phương tiện khéo léo thứ sáu. Bảy, tất cả chư Phật ở trong một thời biết tất cả thời, đủ tịnh căn lành, vào nơi pháp vị chánh pháp mà không chấp trước, đối với ngày tháng năm hoặc kiếp thành kiếp hoại kiếp không, nhiều thời như vậy cũng chẳng trụ, cũng chẳng bỏ, mà hay thị hiện hoặc ngày hoặc đêm, thời đầu giữa cuối, một ngày bảy ngày, nửa tháng, một năm trăm năm, hoặc một kiếp nhiều kiếp, hoặc bất khả tư kiếp, bất khả thuyết kiếp, cho đến hết kiếp thuở vị lai, luôn luôn vì hết thảy chúng sinh chuyển bánh xe pháp vi diệu, cũng chẳng dứt, cũng chẳng lùi, không có lúc nào ngừng nghỉ. Đó là pháp môn phương tiện khéo léo thứ bảy của Phật. Tám, tất cả chư Phật luôn trụ pháp giới, thành tựu pháp môn vô lượng vô ý của chư Phật, và không thể dùng số mục để tính đếm được biện tài, không thể dùng độ lượng để biết biện tài, vô tận biện tài, vô đoạn biện tài, vô biên biện tài, bất cộng biện tài, vô cùng biện tài, chân thật biện tài.